Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2 liên quan đến vụ việc người đàn ông điều khiển ô tô dừng xe giữa đường, sau đó xuống xe đạp ngã người đi xe máy chở hàng trên phố Phúc La. Chỉ huy công an phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ mời tài xế ô tô đến làm việc và báo cáo công an quận Hà Đông. Theo chỉ huy công an phường Phúc La, thời điểm xảy ra sự việc, người dân ở đó đã báo cơ quan công an, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an phường đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên, tài xế ô tô đã rời khỏi đó. Qua làm việc với tài xế xe máy, người này cho biết bản thân không có thương tích và không ảnh hưởng đến hàng hóa trên xe, do đó đề nghị được tiếp tục di chuyển. Chỉ huy Công an Phường Phúc La thông tin. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera hành trình ghi lại hình ảnh nam tài xế lái ô tô biển kiểm soát 30G470.XX đang lưu thông theo hướng phố Sa La, đường Cầu Bưu, thì xuống xe, nhảy vào, đạp ngã người đi xe máy đang chở một chiếc máy giặt chạy phía sau. Sau cú tông cước, nam tài xế này tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn. Tài xế này sau đó quay trở lại ô tô, bỏ mặt người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường. Theo hình ảnh, thời gian xảy ra sự việc vào hồi 14 giờ 17 phút ngày 17 tháng 2 trên phố Phúc La, đoạn gần cửa hàng xăng dầu Petrolimex Sala, quận Hà Đông. Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình với hành động hung hăng côn đồ khi tham gia giao thông của nam tài xế ô tô. Anh Đào Thanh Hà, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết chưa rõ trước đó hai tài xế này có va chạm với nhau hay không, nhưng việc hành hung to tiếng với người khác giữa đường thì khó chấp nhận được. Cùng quan điểm, anh Nguyễn Đức, tỉnh Bắc Ninh cho rằng, kể cả khi xảy ra va chạm, các tài xế cần bình tĩnh giải quyết thay vì lao vào đấm đá. Trước sự việc trên, đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, Thông qua hình ảnh thì chưa có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông dẫn đến cãi vã, hành hung, nên sự việc này thuộc nhóm hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi này sẽ do công an phường sở tài xác minh làm rõ sự việc. Mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ đụng độ giữa tài xế Mazda 3 màu trắng biển kiểm soát 30G429XX và xe buýt xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tài xế Mazda cho dừng xe giữa đường, sau đó cầm hai con dao dài trên tay đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt phía dưới sau đó quay về ô tô nhấn ga đi thẳng khi tài xế này gây hấn lái xe buýt cùng các hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội kính xe buýt bị rước một đoạn nhỏ một phần lốp bị chém rách không rõ mâu thuẫn giữa hai phương tiện này là gì tuy nhiên thái độ hung hăng của tài xế mazda khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán đúng là cả giận mất khôn. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho được việc mình chứ. Tài khoản định Nguyễn bày tỏ. Các thanh niên giờ manh động quá, ăn miếng là phải trả miếng ngay mới chịu. Đừng vì một phút nóng giận mà để sau này phải hối hận. Minh Trần viết. Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, ngay khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc điều tra làm rõ, Hiện tại, công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô Mazda 3, xác định thiệt hại tài sản là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, chỉ huy công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, triệu tập các bên liên quan, khi kết thúc điều tra sẽ thông tin với báo chí. Ngày 19 tháng 2, trang Facebook công an thành phố Hà Nội, cổng thông tin điện tử trên nền tảng Facebook của công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo về một trường hợp cô gái trẻ mất tích không rõ nguyên do. Cụ thể, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003, hiện trú tại số 33, ngõ 1, Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị Linh rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vi sinh màu đỏ, chiều cao khoảng 1m6. Lực lượng chức năng đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy chị Linh ở đâu, xin báo cho gia đình theo số điện thoại 0983 885 786, chị Anh hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ chị Lê Thị Oanh, người thân của chị Linh cho biết, chiều 16 tháng 2, chị Linh rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Trước đó, Linh vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19 giờ tối 16 tháng 2, gia đình tôi không liên lạc được với Linh. Điện thoại thuê bao. Gia đình tôi cũng đã đến những khu vực Linh tới và trình báo công an, nhưng chưa có tung tích, chị Anh nói. Theo chị Anh, qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị Linh đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bồi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút tối 16 tháng 2, chị Linh mặc áo khoác bên ngoài màu hồng, Linh rất ngoan và hiền, không có xích mích với ai, khi đi Linh mang theo một xe máy, hai chiếc điện thoại, chị anh nói và cho biết gia đình mong sớm tìm được cô gái này. Đầu năm mới, việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn vẫn tiếp tục được tăng cường do mức xử phạt với hành vi này khá cao, đặc biệt là với lái xe ô tô nên một số cá nhân không có điều kiện nộp phạt cùng một lúc. Vậy theo quy định, họ có thể nộp phạt trả góp. Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau: bị phạt tiền từ 20 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200 triệu đồng trở lên đối với tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp. Khi đạt được những điều kiện trên, người vi phạm có thể nộp phạt nhiều lần. Tuy nhiên, thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản. Đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn, chỉ mức cao nhất với ô tô, người vi phạm mới có thể xin nộp phạt nhiều lần. Tuy nhiên, người vi phạm nồng độ cồn còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mới được nộp phạt nhiều lần. Bên cạnh đó, việc nộp phạt nhiều lần cần thực hiện theo đúng trình tự quy định pháp luật. Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 100 trên 2019 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 trên 2021. Quy định mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy và xe ô tô sẽ tùy thuộc nồng độ cồn được đo trên 100ml máu hoặc 1 lít khí thở. Cụ thể như sau. Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy. Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung, bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Mức xử phạt nồng độ cồn với ô tô. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.